Trương Quốc Vinh, Đường Hà Đức, chuyện tình vĩ đại 20 năm vẫn ấm nồng. Nam minh tinh tài hoa Trương Quốc Vinh đã có mối quan hệ kéo dài 20 năm với bạn trai Đường Hà Đức, người mà anh ấy muốn nói đến trên sân khấu, mặc dù mối tình lãng mạn của họ vẫn là yếu tố then chốt trong phần lớn cuộc đời anh ấy. Ngày 1 tháng 4 có lẽ là một kỷ niệm bi thảm trong showbiz Hồng Kông, bởi ngày này 19 năm trước, nam diễn viên kim ca sĩ Cantor Pop tài năng và được yêu mến Trương Quốc Vinh đã qua đời. Tin tức về cái chết của anh ấy vào năm 2003 đã gây sốc cho người hâm mộ và đồng nghiệp trên toàn thế giới. Nhưng sự nghiệp và di sản của anh ấy vẫn được tiếp tục tồn tại, tôn vinh cho đến ngày nay. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày giải trí xứ Hương Cảng đã mất đi một tài năng lớn, nhưng người bạn đời lãng mạn của Trương Quốc Vinh, Đường Hà Đức, vẫn thường xuyên bày tỏ sự tôn vinh về tình yêu của đời anh trên mạng xã hội. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 19 năm ngày mất của Kaka, vì vậy hãy cùng xem lại câu chuyện tình yêu giữa bộ đôi này như một cách tưởng nhớ siêu sao được yêu mến. Trương Quốc Vinh và Đường Hà Đức quen nhau từ khi còn trẻ, nhưng cả hai đã kết nối lại khi gặp lại nhau tại khách sạn Regent vào năm 1982, theo tờ HK01 của hãng truyền thông Hồng Kông. Đó được cho là tình yêu sét đánh và hai người nhanh chóng trở thành một cặp, bắt đầu mối quan hệ kéo dài hơn 2 thập kỷ cho đến khi ngôi sao Trương Quốc Vinh qua đời. Trong những ngày đầu của mối quan hệ, Đường Hà Đức là người hỗ trợ Trương Quốc Vinh về mặt tài chính. Sau đó, trong các cuộc phỏng vấn, Trương Quốc Vinh thường bày tỏ sự biết ơn của Đường Hà Đức đối với mình. Hai người lần đầu tiên được nhìn thấy cùng nhau tham dự một trận đấu quần vợt vào năm 1992, theo HK01. Họ giữ im lặng mối quan hệ của mình, nhưng Trương Quốc Vinh thỉnh thoảng chia sẻ những cái nhìn thoáng qua về cuộc sống tình cảm của bản thân mình. Mặc dù nam nghệ sĩ tài hoa chưa bao giờ đề cập đến tên hoặc giới tính của người bạn đời của mình là ai, mặc dù hầu hết người hâm mộ và công chúng đều có thể đoán và biết được đó chính là Đường Hà Đức. Trong buổi biểu diễn của Trương Quốc Vinh tại Hồng Kông, Coliseum vào năm 1997, ngôi sao tài năng đã hát bản tình ca The Moon Re-resence My Heart và dành tặng cho người bạn đời của mình Đường Hà Đức, người có mặt trong số những khán giả có mặt tại buổi biểu diễn của anh. Không những thế, Trương Quốc Vinh còn gọi anh là người bạn tốt của tôi, ông Đường. Hay Trương Quốc Vinh còn tiết lộ rằng Đường Hà Đức giữ một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời mình. Với lần đầu tiên chia sẻ về Đường Hà Đức tại nhiều buổi biểu diễn, nhiều người cho rằng đây chính là khoảnh khắc đầu tiên và duy nhất của Trương Quốc Vinh thừa nhận chính thức về mối quan hệ của họ. Sau đó, cặp đôi xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, cũng từ đó cặp đôi thường xuyên bị các tay săn ảnh theo dõi. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time số ra tháng 5 năm 2001, Trương Quốc Vinh đã chính thức công khai mình là người song tính. Theo A-Days, cặp đôi uyên ương nhận ra rằng họ đang bị theo dõi bởi những chiếc máy ảnh chớp nhoáng, vì vậy họ đã nắm tay nhau trong bức ảnh mà giờ đây đã trở thành một bức ảnh mang tính biểu tượng và miêu tả về chính mối quan hệ lãng mạn của họ với giới truyền thông. Trương Quốc Vinh và Đường Hà Đức không thể tách rời, nhưng mặc dù Đường Hà Đức đã hết lòng ủng hộ và yêu thương Trương Quốc Vinh, giúp siêu sao vượt qua những ngày tháng đen tối nhất của căn bệnh trầm cảm. Nhưng sau cùng, Trương Quốc Vinh đã chọn tự kết liễu đời mình vào ngày 1 tháng 4 năm 2003 một cách bi thảm. Thật khó để tưởng tượng nỗi buồn mà Đường Hà Đức phải chịu sau khi hay tin người thương của mình tự tử vào 19 năm trước. Cho đến nay, anh vẫn tiếp tục chia sẻ những hình ảnh về câu chuyện tình yêu vĩ đại của họ trên Instagram. Theo Today, anh từng tuyên bố sẽ không bao giờ yêu một người nào khác trong đời và vẫn độc thân cho đến ngày nay.